Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chào tất cả các bạn, hôm nay Cẩm Nang Số sẽ chia sẻ cho các bạn về cách làm mặt nạ trị tàn nhang bằng sữa chua không đường. Và mặt nạ sữa chua thì không chỉ có tác dụng cải thiện cái tình trạng da không đều màu mà còn giúp da trở nên sáng khỏe và mịn màng hơn. Và hôm nay thì Cẩm Nang Số sẽ chia sẻ cho các bạn về cách làm mặt nạ trị tàn nhang bằng sữa chua không đường, cực kỳ đơn giản, mang lại hiệu quả cao mà ai cũng có thể áp dụng được ngay tại nhà. Và với cái loại mặt nạ này thì các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sữa chua không đường. Và đây tôi cũng đã chuẩn bị một bát trộn mặt nạ. Sau khi đã lựa chọn được nguyên liệu rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành thực hiện làm cái mặt nạ này, sẽ sử dụng sữa chua. Và các bạn chú ý, tùy thuộc vào cái vùng da bị tàn nhang mà chúng ta có thể tăng hoặc lượng giảm sữa chua. Ở đây tôi sẽ sử dụng khoảng 1 đến 2 thìa sữa chua không đường. Ở đây tôi sẽ sử dụng khoảng 1 thìa sữa chua không đường. Và tôi sẽ cho ra chiếc bát có sẵn như này. Và tiếp theo tôi sẽ dùng thìa và tôi sẽ khuấy đều cái sữa chua này lên. Sau khi cái sữa chua này đã được khuấy đều như này thì các bạn sẽ sử dụng chính cái sữa chua này để chúng ta điều trị tàn nhang. Và đầu tiên thì trước khi sử dụng cái mặt nạ từ sữa chua này thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ cần phải rửa mặt thật sạch rồi thấm khô da. Sau đó các bạn sẽ lấy một lượng sữa chua vừa đủ, sau đó chúng ta sẽ bôi lên phần da mặt của chúng ta. Và các bạn chú ý là chúng ta sẽ tập trung massage ở cái vùng da bị tàn nhang. Và sau khi massage ở trên da khoảng từ 1 đến 3 phút thì các bạn tiếp tục lưu cái hỗn hợp sữa chua này và lưu trên da khoảng 15 đến 20 phút để cho cái tinh chất từ sữa chua thẩm thấu vào cái vùng da của chúng ta. Và từ đó sẽ giúp làm mờ những cái vết đốm nâu do cái tàn nhang gây ra, đồng thời sẽ giúp da của chúng ta trắng sáng và mịn màng hơn. Sau khi cái sữa chua này đã lưu trên da khoảng 15 phút thì các bạn nên vệ sinh da mặt bằng nước ấm và để da khô thoáng một cách tự nhiên. Và để cho cái loại mặt nạ trị tàn nhang này đạt hiệu quả cao thì các bạn nên áp dụng mỗi một tuần khoảng 2 đến 3 lần. Và tùy thuộc vào loại da, nếu da của chúng ta nhạy cảm thì các bạn nên áp dụng 1 đến 2 lần. Còn đối với những loại da thường thì các bạn nên kiên trì áp dụng 2 đến 3 lần mỗi tuần. Thì từ đó cái tình trạng nám tàn nhang của chúng ta sẽ được cải thiện rõ rệt và cái vùng nám và tàn nhang sẽ mờ dần. Trong cái sữa chua thì có tác dụng sẽ với cái mặt nạ này thì sẽ giúp bổ sung cái vi khoáng có lợi, đồng thời giúp ngăn ngừa da trước tác nhân gây nên cái tình trạng lão hóa da. Sữa chua không đường không chỉ là một cái loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng cao chất chống oxy hóa này, vitamin C, vitamin D, B2, B12, canxi và các axit lactic dồi dào cùng các khoáng chất thiết yếu. Do vậy sữa chua sẽ giúp hỗ trợ rất tốt các hoạt động tiêu hóa này, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và giúp các chị em có một cái duy trì vóc dáng ở bên trong. Do đó các bạn có thể kết hợp cả bên trong và bên ngoài. Bên trong thì các bạn nên sử dụng ăn sữa chua không đường, còn bên ngoài thì các bạn có thể sử dụng cái sữa chua không đường này để chúng ta làm cái mặt nạ, đều rất tốt cho công cuộc làm đẹp của chị em. Và sử dụng cái loại mặt nạ này sẽ giúp giải quyết các vấn đề về da như là da khô, da nhờn hay tàn nhang, nám da và các vết thâm sau mụn. Bên cạnh cái việc áp dụng cái loại mặt nạ này thì chị em nên chú ý trong việc là bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời và cần che chắn da cẩn thận và sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Thì từ đó cái tình trạng nám và tàn nhang sẽ mờ dần và sẽ không còn xuất hiện trên khuôn mặt của chị em nữa. Và chúc các chị em có một cái làn da đẹp mịn màng. Đến đây thì Cẩm Nang Số xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.